Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiết thủ công. Tiết thủ công ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm dây xúc xích trang trí. Để học cùng cô bài học ngày hôm nay, các em hãy chuẩn bị giúp cô giấy thủ công, hồ và kéo. Bây giờ các em hãy quan sát xem cô có dây này là dây gì nào. Cô biết rằng rất là nhiều bạn cũng nhận biết được dây này là dây gì rồi phải không nào? Nhưng mà có một vài bạn sẽ không biết tên gọi của dây này như thế nào. Cô cũng giới thiệu cho các em, đây chính là dây xúc xích dùng để trang trí. Vậy các em cho cô biết dây xúc xích trang trí này được làm bằng gì? Đúng rồi, dây xúc xích trang trí này được làm từ giấy thủ công rất là nhiều màu. Các em hãy quan sát xem ở đây cô cũng có các loại dây xúc xích nhưng mà không được làm bằng giấy mà làm bằng các loại kim loại. Đây, đây chính là dây xúc xích thường dùng để làm dây chuyền nè. Đây là dây xúc xích dùng để làm lắc tay. Ở đây các em cũng thường hay nghe ở nhà gọi đây chính là dây xích. Người ta thường gọi là dây xích. Các em thấy làm bằng kim loại rất là chắc chắn đúng không? Vậy các em cho cô biết các vòng của dây xúc xích có dạng hình gì, màu sắc, kích thước của nó như thế nào? Các em hãy quan sát bức tranh của cô nhé. Các vòng của dây xúc xích có dạng hình gì, màu sắc và kích thước như thế nào? Đúng rồi, các vòng của dây xúc xích có dạng hình tròn, có rất là nhiều màu sắc đúng không? Như tím, vàng, đỏ, xanh lá. Các em thấy không? Làm từ những giấy thủ công của mình rất là nhiều màu. Kích thước của nó như thế nào? Kích thước của nó đều nhau. Vậy các em cho cô biết dây xúc xích trang trí dùng để làm gì? Khi mà chúng ta làm ra được một dây xúc xích trang trí thì chúng ta sẽ dùng nó để làm gì nào? Các em hãy suy nghĩ cho cô nào. Các em hãy quan sát lên màn hình. Ở đây cô có các loại dây xúc xích bằng giấy. Chúng ta có thể treo trên trần nhà để trang trí cho đẹp hơn. Dây xúc xích này là để dùng để trang trí căn phòng. Đây chính là dây xúc xích trang trí trong nhà ăn, cũng được treo trên trần nhà ngay bàn bàn ăn của chúng ta. Các em thấy không? Trên sân khấu có những dây xúc xích dùng để trang trí vào ngày hội, các ngày lễ rất là đẹp. Dây xúc xích cũng dùng để trang trí trong tiệc đám cưới. Vậy sau khi lắng nghe cô giới thiệu qua công dụng của các dây xúc xích trang trí như thế nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em quy trình để chúng ta làm xúc xích trang trí. Để làm được dây xúc xích trang trí cho đều và đẹp, các em hãy chuẩn bị những giấy thủ công thật là nhiều màu sắc nè. Và sau đó chúng ta sẽ cắt thành những nang giấy có số ô bằng nhau và đều. Các em nhìn xem, ở bước 1 cô sẽ cắt thành các nang giấy. Ở đây cô sẽ lấy 5 màu khác nhau. Cô sẽ lấy các nang giấy rộng một ô,
và dài 12 ô. Hoặc các em để cho dây xúc xích của mình dài hơn, các em cũng có thể hoặc lấy 16 ô. Các em hãy nhìn xem, thấy không? Khi mà chúng ta lấy các nan giấy dài có chiều dài bằng nhau thì những cái xúc xích của mình sẽ đẹp hơn. Ở bước 2, chúng ta sẽ dán các nan giấy thành dây xúc xích. Sau khi các em cắt các nan giấy có rộng 1 ô, dài 12 ô bằng nhau rồi, các em sẽ sử dụng keo hồ để dán các dây thành dây xúc xích. Cô nhắc lại một lần nữa quy trình để làm dây xúc xích. Bước 1, cắt thành các nan giấy có chiều rộng là 1 ô và dài là 12 ô. Các em có thể cắt các nan giấy có nhiều màu khác nhau. Ở bước 2, các em sẽ dán các nan giấy thành dây xúc xích. Các em sẽ bôi hồ vào đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn. Chú ý, dán chồng khít hai đầu nan vào khoảng 1 ô, mặt màu quay ra ngoài. Các em lưu ý nha, chúng ta sẽ dán mặt màu quay ra ngoài, như vậy khi trang trí dây xúc xích của mình sẽ đẹp hơn. Tiếp theo, các em sẽ lấy một dây có màu khác, cô gọi đó là nan thứ hai. Các em sẽ luồn nan thứ hai khác màu vào vòng nan thứ nhất, các em thấy không? Sau đó chúng ta tiếp tục bôi hồ vào một đầu nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi dây xúc xích dài theo ý mà mình muốn. Các em nhìn lại một lần nữa, quan sát lại một lần nữa nhé. Ở đây các em hãy quan sát, cô cũng có một clip hướng dẫn cách làm dây xúc xích trang trí. Thực hiện bài học thôi các em. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện cắt các nan giấy nhé. Lật tờ giấy thủ công màu đỏ, vẽ 3 hình chữ nhật, mỗi hình có chiều dài 12 ô, chiều rộng 1 ô. Sau đó, chúng ta cắt rời từng hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy. Chúng ta có được 3 nan giấy hình chữ nhật. Tương tự như vậy, chúng ta lặp lại các động tác trên để có 3 nan giấy màu xanh và 3 nan giấy màu vàng giống 3 nan giấy màu đỏ.
giờ thì chúng ta sẽ dán các nang giấy thành dây xúc xích nhé. Chúng ta bôi keo dán vào một đầu nang giấy màu đỏ, rồi dán lên đầu kia để thành hình vòng tròn. Luồn nan thứ hai khép màu vào vòng nan thứ nhất, rồi bôi keo dán vào một đầu của nan giấy và dán tiếp tạo vòng tròn thứ hai. Chúng ta cứ thực hiện như thế cho đến khi hết các nan giấy. Em lưu ý, để dây xúc xích được đẹp thì các em nên luồn các nang giấy khác màu cách đều nhau nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm rồi đấy. Chúng ta có được vòng xúc xích thật đẹp phải không em? Sau khi các em xem qua đoạn clip hướng dẫn của cô, bây giờ các em có thể thực hiện trên giấy thủ công của mình rồi đấy. Để thực hiện được bài làm này, các em hãy chuẩn bị đầy đủ giấy thủ công, hồ và kéo để những dây xúc xích của mình được đều hơn, các mang giấy của mình được đẹp hơn. Các em có thể sử dụng bút chì và thước để kẻ đúng ô, rồi sau đó chúng ta sẽ cắt ra nhé. Tiêu chí để một làm được dây xúc xích trang trí đẹp và đều thì các em sẽ sản phẩm thì cần phải đẹp nè, nhiều màu sắc, các em đúng cắt đúng kích cỡ các nang giấy, cắt đều và thẳng, bôi hồ ở các đầu nang phải khít nhau. Bây giờ thì các em có thể thực hiện được sản phẩm của mình rồi đấy. Các em hãy thực hiện làm dây xúc xích trang trí và các em hãy giữ lại sau khi đi học, các em có thể dán vào cuốn thủ công của mình. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt và hoàn thành sản phẩm của mình thật là đẹp. Cô chào các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.